Một Phật tử nó hỏi A Di Đà Phật, con xin bạch thầy, con là đệ tử mới quy Tam Bảo, mặc dù con không được trực tiếp thầy quy y cho con, nhưng từ lâu con đã luôn theo thầy tu học theo những điều thầy dạy. Con mới học tu nên có nhiều điều con chưa hiểu, con xin thầy chỉ dạy cho con ạ. Con có con trai năm nay 6 tuổi, nhưng cháu nói rất ngọng và kỹ năng nói rất khó khăn. Khi phát âm câu chữ kèm theo là cháu nhận thức rất kém. Mặc dù con đã đưa cháu đi khám nhưng không có vấn đề gì. Con tụng kinh Địa Tạng Đức Phật dạy, đời nay ngọng câm là do đời trước phỉ báng Tam Bảo. Bản thân con là mẹ con rất đau khổ khi con mình bị như vậy. Con xin thầy hãy chỉ cách cho con để con tụng kinh hồi hướng cho cháu, để cháu có thể giải nghiệp chướng của những kiếp trước theo cháu. Con thường tụng kinh theo khóa lễ của nhà chùa vào buổi sáng, duy chỉ có những ngày thập trai con tụng kinh Địa Tạng và hồi hướng thêm cho cháu. Thầy cho con xin hỏi, con tụng như thế có được không ạ? Chồng con không tin Phật Pháp nên con không có ban thờ Phật hàng ngày. Con tụng kinh, con mở máy tính nhìn hình tượng Phật, như thế có được không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Đây gọi là nghiệp chướng, gọi là oan gia. Thôi thì cũng là cái nhân duyên của mình, thôi mình cứ ráng tụng kinh. Trường hợp này thầy khuyên là cứ nên chăm chỉ tụng kinh Địa Tạng, phát nguyện tụng kinh Địa Tạng một thời gian để hồi hướng cho cháu nó, thì thôi được bao nhiêu quý bấy nhiêu. Để thầy nói là được bao nhiêu quý bấy nhiêu. Thầy cũng cố gắng. Thì mình quan trọng nhất là mình giữ vững niềm tin vào Tam Bảo và Phật Pháp. Mình một lòng một dạ, một chí thành, chí kính để sám hối. Để sám hối. Và hồi hướng công đức cho cháu. Rồi lấy cả cái lấy nước cúng tụng kinh hàng ngày đó để cho cháu nó uống. Ấy nhưng mà khổ, thì có được tụng kinh ở ban thờ đâu, đúng không? Nó khó thế. Chỉ nhìn ảnh Phật ở trong máy tính thôi, để đọc kinh thì khó. Đấy, vợ chồng với nhau mà như thế thì làm sao mà có thể tội diệt phúc sinh được. Thì thôi trường hợp này thầy cứ hướng dẫn Phật tử là cứ mạnh dạn nói với chồng nhà mình nhé, để cho mình phát nguyện 100 ngày tụng kinh Địa Tạng ở tại ban thờ thần linh gia tiên nhà mình nhé. Múc lấy 3 chén nước hoặc 5 chén nước dâng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình. Họ không cho để ảnh Phật cũng được, không sao. Không cho để ảnh Phật, ảnh Bồ Tát cũng được. Miễn là cứ xin chồng hoan hỷ cho tụng 100 ngày tụng kinh Địa Tạng ở tại ban thờ Phật gia tiên để hồi hướng cho con. Bảo ai bảo thế, bảo thầy Thịnh thầy hướng dẫn cho như thế. Thầy cứ làm được, nếu mà duyên mà được ấy, làm được như thế thì thầy nghĩ rằng cháu nó cũng sẽ ổn hơn rất là nhiều. Nếu mà còn chồng nhất định không tin không cho thì trường hợp này thì tôi không A Di Đà Phật, gọi là sự nghiệp chướng thì phải chịu thôi, không thể làm gì được hơn.